có cái cách nào mà nếu như cái ngành mình thích á nó đã đầy chỗ rồi mà mình vẫn xin được để mình được học đúng vào cái trường mình muốn, ngành mình muốn vào thời điểm muốn hay không. Ok, hai chào cả nhà. Thì cũng 2 tuần rồi chị mới có dịp mà làm cái vlog cho mọi người, bởi vì hiện tại đang là cuối năm thì cũng có rất là có nhiều vấn đề phải giải quyết trước khi qua năm mới. Và ngày hôm nay lúc mà chị thu cái clip này là lúc 5 giờ chiều ngày 31 tháng 12 2021. Canada đây là cái ngày cuối cùng của năm cũ và Việt Nam thì đã bắt đầu qua ngày 1 tháng 1 của năm mới rồi. Thì trước khi vào cái chủ đề thì mình cũng muốn gửi lời chúc sức khỏe, bình an đến phụ huynh, học sinh và các bạn Việt Nam. Hy vọng là một năm mới mà mọi thứ ở Việt Nam mình sẽ tốt hơn. Và đối với những bạn đang đợi kết quả về visa, du học, du lịch thì cũng mau có kết quả để mình có được một cái năm mới khởi đầu hứng khởi hơn rất là nhiều. Còn bây giờ thì mình cùng bắt đầu cái chủ đề ngày hôm nay. Nếu bạn nào theo dõi những cái bài viết của mình trước đây thì đều biết là cái quá trình mà làm một cái hồ sơ du học á, nó sẽ chỉ có 2 bước chính thôi. Bước thứ nhất là bạn xin được cái thư nhập học và hoàn thành cái việc đóng học phí ở trường. Và bước thứ hai là mình xin cái visa du học. Đấy. Thì cái việc xin thư nhập học á, nó khá là đơn giản. Tại vì tất cả những cái yêu cầu nó đều được đăng rất là rõ ràng trên website của trường. Bạn cần dành thời gian khoảng 5-10 phút bạn đọc là bạn sẽ biết cái quy trình cũng như là những cái yêu cầu và giấy tờ của bạn, ví dụ như là bằng cấp, số và những cái phí mà bạn phải đóng. Tuy nhiên á, thực tế là không phải bạn nào cũng xin được cái thư nhập học vào cái trường mình mong muốn vào thời điểm mình mong muốn. Cái lý do tại sao, nó có 2 nguyên nhân chính. Thứ nhất là bạn không phù hợp với cái yêu cầu của cái nhóm ngành bạn muốn. Một số trường ở Canada bên cạnh những cái điểm số học tập của bạn như là điểm trung bình nè, rồi điểm tiếng Anh á, họ sẽ còn có thêm một số cái yêu cầu mà nếu như bạn không để ý á, thì bạn sẽ rất là dễ bị từ chối cái thư nhập học. Một cái ví dụ cụ thể là trường Sheridan College đi, thì trường này rất là nổi tiếng với cái nhóm ngành animation và cái nhóm ngành graphic designer. Bạn nào theo dõi thì biết trường đã đạt được rất là nhiều cái giải thưởng thành tựu lớn trên toàn thế giới và cái nhóm ngành này trong những cái bộ phim hoạt hình mà có trường tham gia chẳng hạn. Bởi vậy cái danh sách mà các bạn muốn apply vào trường đó, nó rất là nhiều, và để tuyển chọn ra được những cái học sinh tốt đó, thì bên cạnh những cái điểm số tối thiểu bạn phải có thì trường còn có thêm những cái yêu cầu khác như là cái bạn học sinh đó phải có những cái portfolio, có nghĩa là những cái bản vẽ của bạn hay là bạn trong cái lúc mà học trung học đó, có tham gia những cái course dạy vẽ trong trường và được thầy cô giáo ở trường đánh giá cao, hay là bạn đã từng đạt được những giải thưởng nào liên quan đến việc vẽ chẳng hạn. Và trong thực tế là trường còn yêu cầu thêm nữa là bạn phải thi một cái khóa thi đầu vào về vẽ và đưa những cái phát biểu và những cái bức tranh. Ví dụ như là ở Việt Nam bạn biết rồi, bạn thi vào đại học kiến trúc hay đại học mỹ thuật thì cũng sẽ có thi cái phần thi vẽ, thì cái trường này cũng như vậy. Để cho bạn hiểu là một số trường và một số ngành đặc thù của Canada nó sẽ có yêu cầu thêm, và nếu mà phụ huynh học sinh Việt Nam không để ý đến việc này á và không có sự chuẩn bị á thì rất là dễ không đạt đủ cái yêu cầu đầu vào và mình không nhận được cái thư nhập học. Ok, cái nguyên nhân thứ hai đó là bạn chọn cái thời điểm apply xin trường không phù hợp. Không phù hợp có nghĩa là sao? Có nghĩa là quá cận so với ngày nhập học. Ví dụ như là ở Việt Nam mình hay có cái suy nghĩ á là nếu con mình học vào tháng 9 2022 á thì khi bạn có cái bảng điểm của lớp 12 học kỳ 2 là khoảng tháng 5 tháng 6 thì mình mới bắt đầu apply hồ sơ du học cho bạn và xin trường cho bạn. Thì thật ra cái lúc đó nó rất là trễ rồi mọi người. Và ở Canada họ chấp nhận cái bảng điểm học kỳ 1 của một học sinh lớp 12, nghĩa là ở cái thời điểm mà mình đang làm cái clip này á là các bạn học sinh onshore ở Canada trung học lớp 12 right, đã apply cho cái chương trình học vào tháng 9 2022 của các trường cao đẳng hay đại học rồi. Và chính vì các bạn apply sớm như vậy nên khả năng các bạn tìm được cái chỗ học right, nó cao hơn so với những bạn apply trễ. Bởi vì bạn hình dung đi, ví dụ như trường có 50 chỗ cho cái nhóm ngành IT thì các bạn apply từ cái tháng 12 này thì bạn đã có được khoảng như là 25 chỗ đi. Rồi còn 25 chỗ cuối á thì những cái bạn apply trễ phải cạnh tranh với nhau, và lúc đó họ có thể xét hồ sơ rất là kỹ, hoặc là first come first serve chẳng hạn, thì cái khả năng của bạn kiếm được cái chỗ học cũng rất là khó. Vậy 2 điều mọi người nên nhớ: thứ nhất là phải coi rất là kỹ cái requirement của trường, xem cái bên cạnh những cái yêu cầu mà ai cũng có thể biết được đó là về điểm số, về tiếng Anh đi, thì còn những yêu cầu là đặc biệt hay không.
Thứ hai là phải nhớ về cái việc apply sớm. Bởi vì apply sớm á, nó không chỉ giúp cho bạn dễ dàng trong cái việc là xin được thư nhập học đâu, mà xa hơn, nó giúp cho cái khả năng mà đậu visa của bạn cao hơn. Ví dụ như là những người khách hàng của mình á, thì mình thường yêu cầu họ là có thể apply trước cái kỳ nhập học 9 tháng hoặc là 12 tháng, bởi vì lỡ trong cái thời điểm á, mà xét hồ sơ visa bị thiếu sót hay là bị từ chối đi, thì mình vẫn còn có khả năng mình bổ sung hồ sơ để mình apply visa lại một lần thứ hai. Còn với những cái bạn mà apply trường á, nó quá cận ngày đi, ví dụ tháng 5 bạn apply, tháng 9 bạn đi học đi, mà lỡ tháng 7, tháng 8 trả kết quả visa về bạn rớt á, và bạn phải làm lại hồ sơ á, thì hầu như là bất khả thi là bạn có kịp cái ngày nhập học tháng 9, mà thường là phải dời cái khóa học về tháng 1, 2023 hoặc là có thể tháng 9, 2023. Như vậy thì nó cũng rất là rủi ro và tốn thời gian của mình rất là nhiều. Vì vậy nếu mà được, hãy tranh thủ apply sớm. Và một cái điều nữa, cái việc apply sớm nó giúp bạn á, có thêm nhiều cái lựa chọn tốt tương đầu. Nghĩa là sao? Nếu mà apply vào cái trường Sheridan không được đi ha, thì bạn vẫn có thể là reapply vào những cái trường khác tốt tương đương, Humber, Seneca, George Brown. Còn trong cái trường hợp mà bạn apply trễ quá mà cái trường bạn muốn nó từ chối á, mà bạn vẫn muốn nhập học vào cái kỳ đó, buộc lòng bạn phải chuyển qua trường khác, những cái trường có thể ở xa hơn và cái ranking thấp hơn, bởi vì những trường tốt tương đồng thì ở cái thời điểm đó học cũng đã gần như full học sinh rồi và rất là khó để bạn xin được. Ok, tuy nhiên nếu mà chị chia sẻ vấn đề ở đây thôi thì nó cũng không có gì đặc biệt hết. Cái vấn đề mình muốn nói trong cái clip này là có cái cách nào mà nếu như cái ngành mình thích á, nó đã đầy chỗ rồi mà mình vẫn xin được để mình được học đúng vào cái trường mình muốn, ngành mình muốn vào thời điểm muốn hay không? Đó mới là cái câu hỏi quan trọng. Thì trong trường hợp mà các bạn thấy cái ngành của bạn nó đã đầy chỗ rồi á, thì đa số chúng ta sẽ có những cái phản ứng sau đây. Thứ nhất là thôi thì mình chọn cái trường khác cũng được, mình thích cái ngành đó mình chọn trường khác học cũng được. Thứ hai nữa là mình có thể là mình dời cái khóa học của mình lại một học kỳ để mình đợi cái ngành đó, hoặc là thậm chí là dời một năm, bởi vì một số ngành nó chỉ mở một năm một lần thôi, right? Nhưng mà có bao giờ bạn tự nghĩ là ngoài hai cái option đó còn một cái option nào khác mà nó tốt hơn không? Tôi muốn học cái ngành đó, trường đó vào cái thời điểm đó thì sao? Như vậy thì có bao giờ bạn thử tìm cách bạn liên hệ với trường hay chưa? Right? Thì nếu mà nói đây thì bạn nói em đâu muốn nghĩ đến chuyện đó bao giờ, bởi vì thứ nhất là công ty họ làm cho em thì em liên hệ công ty liên hệ với trường giúp em và trường cũng say no rồi, họ báo vậy thì em biết vậy. Nhưng mà mình nói với bạn nghe, bạn đã thử liên hệ với đại diện trường hay là những cái người mà ghi danh của trường ở Canada hay chưa? Đấy. Bạn có thể rất là dễ dàng tìm được những cái thông tin liên hệ đó ở trên cái website của trường, trong cái phần admission hay là phần contact hay là phần international center. Nó đều có những cái email hay là cái số điện thoại của những người trực tiếp xử lý hồ sơ của bạn hoặc là hỗ trợ sinh viên quốc tế. Ok, thì đầu tháng 11 có một bạn học sinh là liên hệ mình để apply vào Humber College cho cái ngành IT vào ngày 4 tháng 1, 2022. Thật ra là khi nhận cái case này thì mọi người biết rồi, nó quá là sát rồi. Tại vì tháng 11 apply mà đầu tháng 1 thì còn có khoảng 2 tháng nữa là bắt đầu học và cái ngành này nó cũng đã close ở trên Humber rồi. Thì bản thân mình á, mình chia sẻ cái kinh nghiệm này cũng không phải nói là mình hay ho gì, nhưng mà ở đây là những cái điều mà chúng ta thử cố gắng hết sức xem kết quả như thế nào. Thì mình phát hiện ra cái ưu điểm của bạn này là bạn là on-shore student, nghĩa là bạn đã có visa rồi. Nghĩa là cái khả năng mà bạn bị rớt visa nè, so với những bạn học sinh ở Việt Nam hầu như là không có. Và nếu mà trường cho bạn cái thư nhập học, bạn hoàn thành học phí thì bạn sẽ đi học chắc chắn. Đứng ở cái góc độ mà cái người làm kinh doanh á, tại vì mình đã nói mọi người rất là nhiều lần rồi, những cái trường ở Canada nó cũng sẽ hoạt động như một cái mô hình của một cái đơn vị kinh doanh business thôi. Thì mặc dù á, cái số lượng học sinh trong một cái lớp học á, là 50 bạn chẳng hạn đi, nhưng đây nó không phải là cái số cố định, nó là một cái biến số và luôn luôn có cái waiting list học sinh chờ. Bởi vì sao? Bởi vì trong lớp 50 bạn này không phải 50 bạn học sinh quốc tế, mà là thường là phải 80% là học sinh bản địa rồi. Và học sinh bản địa học phí domestic của họ rẻ, và rất là nhiều các bạn lớp 12 ở đây họ cũng không có định hướng ngành nghề rõ ràng. Cho nên khi bạn họ vô học 1-2 tháng họ cũng sẽ có thể drop course. Và thực tế là cái khóa mình học á, hồi tốt nghiệp á, thì phải drop gần như là 40% so với cái lượng mà học sinh đi học ngày đầu tiên. Như vậy ở đây các
nhà trường họ cũng làm được cái bài toán kinh tế như vậy. Nếu mà mình không có mở thêm slot dự phòng á, thì dẫn đến là ban đầu mình dự mình expectation á, là cái doanh thu là bao nhiêu đây, nhưng mà thật ra là cái lượng drop nó nhiều quá, dẫn đến là doanh thu của mình trong cái năm đó nó không được tốt. Còn nếu mà mình chọn sinh viên quốc tế á, thì thứ nhất là học phí của họ gấp 4 lần so với sinh viên bản địa rồi, là cái profit của mình đã cao rồi và cái sự cam kết học của họ rất là cao. Bởi vậy nếu mà bạn viết một cái email cho họ và bạn giải thích cái việc là tại sao cái lý do bạn apply trễ, hoặc là cái việc là bạn thích cái ngành đó như thế nào và bạn tha thiết học ở trường đó như thế nào, thì khả năng của bạn được cái trường approve nó rất là cao. Bởi vì tại sao mình lại không nhận một cái bạn sinh viên mà bạn quá yêu thích cái ngành của trường mình đi, và bạn rất là willing, bạn cam kết là bạn học lâu dài, bạn cũng là một cái nguồn mang lại cái profit cho trường mình rất là tốt đó chứ bộ, thì tại sao mình lại không mở rộng cánh tay mình chào đón bạn sinh viên nó như vậy, đúng không? Thì rất là may là bạn này đạt được cái thư nhập học của trường trong vòng 2 ngày, và sau đó là trường hướng dẫn thanh toán các thứ, thì trong vòng 1 tuần là bạn vừa kịp học cho cái học kỳ mà 4 tháng 1 này luôn. Nhưng mà mình chia sẻ tới đây không phải nói là mình hay, mình giỏi hơn mọi người, không phải là vậy. Nhưng mà đây là một cái tip để mọi người có thể nhờ như vậy, mà sau này khi mình gặp những tình huống như vậy cho bản thân mình biết cách để mình có thêm cái cơ hội. Mình chỉ nói là cái cách này là có thêm cơ hội thôi nha, chứ không có phải là 100% bạn sẽ được các trường apply. Bởi vì biết đâu được là không phải có mình bạn gửi cái email đó, mà có rất là nhiều bạn học sinh khác cũng gửi email tha thiết năn nỉ trường như vậy thì sao? Vậy thì họ cũng sẽ chọn những cái người nào mà gửi sớm hơn, hoặc là những cái profile của họ đẹp hơn chẳng hạn. Ok, nếu bạn thấy cái clip này hay, bạn có thể like, share, subscribe cho channel của mình và comment những cái chủ đề bạn muốn, thì trong năm mới mình cũng sẽ sắp xếp thời gian để mình làm cho mọi người. Còn bây giờ thì cảm ơn và chúc các bạn một ngày tốt lành.